chưa học đúng không? Hội chứng tiêu, các hội chứng về siêu âm cũng chưa học thì chắc là bác sẽ giảm trong thời gian tới. Thì các bạn sẽ có lịch thi, sáng nay đã ký lịch thi cho các bạn là vào giữa tháng 9, nghĩa là hết tháng 8 cho các bạn sẽ được nghỉ một tuần. Sau đó các bạn sẽ thi lâm sàng và sau đó sẽ thi lý thuyết. Do vậy là chúng ta chỉ hết tháng 8 thôi thì chắc chắn là trung tâm sẽ bố trí thời gian để giảm hết cái chương trình lý thuyết cho các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về kỹ thuật về siêu tim hai, một số bệnh lý thường gặp trong dịp tết nguyên đán. Thời điểm khi siêu tim hai, chúng ta phải biết là các cái thời điểm khảo sát của siêu tim hai thì từ trước đến nay thì là thường khảo sát đánh giá các bất thường về tim hai ở quý 2, thường là phải sau 20 tuần. Tuy nhiên là bây giờ các bạn thấy là cái tiệm cận chẩn đoán về các dị tật tim bẩm sinh ngày càng tiến sớm hơn. Đến 16 tuần là chúng ta đã nhìn rõ các cấu trúc tim với những cái máy mà độ phân giải rất tốt và những bác sĩ có kỹ thuật bẩm sinh tim hai tốt. Và bây giờ người ta tiệm cận đến quý 1 và người ta có thể sử dụng những cái máy là có chất lượng rất là tốt như là Samsung Tiara 9 hoặc là Volution E10. Đấy thì là có thể chẩn đoán được là dị tật tim bẩm sinh ngay tuần 2, 12, 13 tuần. Tuy nhiên nếu chúng ta làm có thể phức tạp thì chúng ta có thể sử dụng đồ dò siêu âm đạo, đồ dò âm đạo để hỗ trợ. Như là hôm vừa rồi chẩn đoán chất sinh kia là chúng ta thấy một cái dị tật tim hai có 2 chỉ ở lớp này đấy. Dị tật tim rất là phức tạp ở gần 2 thứ 14 tuần. Đấy. Một cái site tớt Amigos thì chúng ta nghĩ là để tiếp cận các bệnh lý tim bẩm sinh càng sớm càng tốt, phụ thuộc vào chất lượng của máy móc, phụ thuộc vào kinh nghiệm của bác sĩ, trình độ người làm, và người ta tiến tới chẩn đoán các dị tật tim càng sớm càng tốt và đã tiến tới là chẩn đoán các vấn đề về tim ngay từ tháng thứ 1. Thứ hai là phương tiện khảo sát và thông số kỹ thuật thì chúng ta cũng phải biết được những cái này. Và một điều nữa là các bước khảo sát thì qua bài này cũng giới thiệu cho các bạn là các bước khảo sát khi làm của cái kỹ thuật siêu tim hai là như nào và một số các bất thường cấu trúc thường gặp của các dị tật tim. Thời điểm khảo sát là thời điểm 12-14 tuần là có thể sử dụng đầu dò âm đạo và khảo sát các bất thường lớn này. Tuy nhiên các bất thường nhỏ, ví dụ như là không nên cất lỗ nhỏ thì chúng ta gần như là chưa đánh giá được ở giai đoạn này. Nghĩa là các bất thường lớn, loại trừ không có bất thường lớn ở giai đoạn này là chúng ta có thể làm được. Và thời điểm là từ 18-24 tuần là thường sử dụng đầu dò bụng rồi và khảo sát toàn bộ cấu trúc tim cùng với đánh có thể đánh giá chức năng tim ở giai đoạn này. Và ở thời điểm xa hơn, lớn hơn thì ngoài khảo sát về cấu trúc thì đánh giá về chức năng. Tuy nhiên là chúng ta sẽ thấy là khi chúng ta xem các bác sĩ chẩn đoán nhảy làm ấy thì chủ yếu là đánh giá chức năng đúng không? Bất thường hình thái các dị tật tim bẩm sinh, đánh giá về cấu trúc. Còn đánh giá về chức năng thì gần như là không làm. Nếu bạn thấy là đánh giá về chức năng này thường là các bác sĩ về chuyên khoa tim mạch, nghĩa là người ta có lâm sàng về tim mạch và người ta làm siêu âm, người ta sẽ đánh giá rất sâu các chức năng tâm thu thất trái, tâm trương thất trái cũng như là tâm thu thất phải, tâm trương thất phải, đánh giá độ giãn nở của cơ tim rồi đo các tâm thông các cái gọi là phân suất tống máu các thứ thì người ta đo rất kỹ, hoặc là đo các cái sinh áp. Thì cái này các bạn thấy là nếu sau này bạn nào có cơ hội được đi học siêu tim người lớn người ta sẽ đánh giá cái này. Tuy nhiên là với siêu tim hai thì cũng các bác sĩ tim mạch chuyên về tim mạch cũng ít đánh giá, cũng rất ít đánh giá, trừ khi các bác là tiên lượng là cái này có nguy cơ là suy tim, còn không là rất ít đánh giá, phải đánh giá sinh áp. Ví dụ trong các trường hợp hẹp hở van thường là phải đánh giá sinh áp đúng không? Đánh giá sinh áp của dòng hẹp, đánh giá sinh áp của dòng thường thường trong trường hợp hẹp, trong trường hợp hở, đánh giá sinh áp của dòng chảy rối của trong trường hợp hẹp. Nhưng mà thực ra trong siêu kể cả các bác sĩ chuyên về tim, chuyên về tim mạch cũng rất ít đánh giá đo sinh áp ở các bệnh nào. Hầu như là trong siêu tim hai là đánh giá về bất thường cấu trúc. Ngoài ra sẽ đánh giá về chức năng trong một số các trường hợp cần thiết. Về phương tiện kỹ thuật, người ta thường sử dụng đầu dò tần số cao, nghĩa là gì? Đầu dò có tần số cao có thể sử dụng đầu dò nông hoặc đầu dò âm đạo với những đầu dò có tần số cao. Còn nếu sử dụng đầu dò bụng bình thường thì sẽ để ở chế độ tim hai là tần số tăng lên, tần số để ở chế độ phát là tự nhiên là cái tần số đó nó sẽ chuyển động trong một cái tải tần. Và thứ hai là khi sử dụng ở chế độ siêu tim hai thì tốc độ test rất là nhanh, nó sẽ tự động chuyển thành tốc độ test nhanh. Độ tương phản tốt, để chế độ này độ tương phản tốt cho nên khi siêu tim hai bao giờ thì để chế độ không đờ hai. Và vì tiêu cự khu trú thu hẹp màn hình, không có màn hình phóng đại như trong siêu các bộ phận khác mà tiêu cự khu trú lại, thu hẹp trường khảo sát đồng thời là phóng đại màn
là nhìn 1/3 đến 1/2 là nhìn trong trường hợp nghi ngờ các bất thường dị tật bẩm sinh và sử dụng đốt lơ màu thường xuyên và phối hợp trong sinh thứ hai. Thì đây là các kỹ thuật làm thì chúng ta sẽ thấy là khi làm chúng ta sẽ sử dụng cái chế độ phân tầng khác và nó sẽ tự động là thu hẹp trường khảo sát, tăng độ tiêu cự, tăng độ nét của màn hình và phóng đại màn hình và sử dụng chế độ đốt lơ màu. Về các bước khảo sát gồm có các bước sau đây. Thứ nhất là trước khi khảo sát về dị tật tim, có dị tật tim hay không chúng ta bắt đầu phải đánh giá center. Bắt đầu đánh giá center. Thì cái này cũng đã có trong cái bài mà giảng trên mô hình cũng như là trong bài này tôi sẽ hướng dẫn lại các bạn. Sau khi định vị center xong, chúng ta mới đánh giá mặt cắt búi mủng để quan sát búi mủng tim. Và sau khi cắt búi mủng xong, chúng ta mới cắt mặt cắt của đường giao cắt thất là đường giao cắt phải, đường giao cắt trái, đường thoát cắt thất hay gọi là đường thoát cắt thất, hay là mặt cắt gì động mạch chủ, mặt cắt động mạch phổ, đây là mặt cắt đường ra các cấp. Và đồng thời là gì, khảo sát hoạt động của các can tim. Đây là chế độ đo chức năng tim này, ở chế độ liên hoàn là chế độ đo chức năng tim này, cái này có thể làm có thể không, nhưng khảo sát hoạt động các can tim là có thể nhìn xem là độ đóng mở các can tim như nào, các mắt nét van có dày không, có sử dụng chế độ đốt lơ màu và để xem gì có hẹp can tim không, hay có hở can tim không, đúng không? Nếu có hẹp can tim thì sẽ thấy gì, hẹp can hai lá hay can ba lá sẽ thấy gì, sẽ thấy gì, dòng chảy rối, nghĩa là aliasing qua dòng hẹp. Và nếu mà đo sinh áp đặt ở cái cửa sổ của bao Doppler ở dưới van hai lá và ba lá sẽ thấy gì, tăng tốc độ dòng chảy đỉnh tâm thu tăng cao. Nhưng nếu đấy là ở thời kỳ tâm thu, thời kỳ tâm trương sẽ thấy là dòng máu từ nhĩ xuống thấp sẽ tăng tốc độ dòng chảy, có hiện tượng aliasing và đặt cái cửa sổ Doppler ở dưới van hai lá hoặc van ba lá ở thời kỳ tâm trương sẽ thấy gì, tăng tốc độ đỉnh tâm thu. Nhưng nếu mà hẹp van, đấy là hẹp van, còn nếu mà hở van thì sẽ thấy gì, dòng chảy không ngược ở thời kỳ tâm thu, đúng không? Do vậy chúng ta phải biết là cái chu trình tuần hoàn của tim hai để biết là đánh giá ở thời kỳ nào. Và một điều nữa là khảo sát nhịp tim và đồng thời khảo sát độ đóng mở của các thành tim, cái này hay làm người lớn hơn, và khảo sát dòng chảy qua van hai lá, qua van ba lá, qua van động mạch phổi, qua van động mạch chủ bằng đốt lơ màu. Thì bạn nào xem siêu âm ở chẩn đoán trước sinh thì các bạn thấy là luôn luôn phối hợp giữa siêu âm trắng và siêu âm đốt lơ màu trong khảo sát tim thai. Đây là định vị tim và các phủ tạng. Thì cái này nghĩa là gì? Bước 1 là chúng ta sẽ xác định tương quan giữa nhĩ và phủ tạng. Thứ hai là xác định hướng xoay của thất. Và thứ ba là xác định vị trí tương quan của đại động mạch. Thì thôi, cái này tí nữa sẽ trình bày các slide sau sẽ rõ hơn. Nhưng mà theo như thống kê của tác giả là Philip Sinti năm 1995 thì khi chụp tim bất thường là có gì, tiên lượng dị tật tim rất lớn. Mà khi vị trí tim bất thường là tim gì lệch khỏi vị trí đó, bị nằm lệch ra khỏi vị trí đó thì nghĩa là gì, có bất thường ở ngoài tim đẻ đấy, nghĩa là đẻ được cơ học. Phân ra từng vùng trong siêu tim, khảo sát siêu tim thì sẽ gì? Thứ nhất là khảo sát tầng nhĩ, thứ hai là khảo sát tầng thất, và khảo sát sau đó sẽ khảo sát là tương quan giữa đại động mạch, giữa các động mạch và tương quan giữa thất và các đại động mạch. Nghĩa là chúng ta sẽ xem lần lượt thì cái này thì tí nữa sẽ có những cái slide minh họa rõ hơn các bạn. Đây là xác định center phải trái của các phủ tạng trong cơ thể thai nhi. Thì người ta có thể sử dụng quy tắc ngón tay cái của bàn tay phải để xác định xem là vị trí của dạ dày và vị trí của trục tim có nằm đúng với vị trí của người như người bình thường hay không, đúng không? Thế thì bình thường cơ thể chúng ta sẽ là dạ dày sẽ nằm bên trái và trục tim sẽ quay sang trái một góc 45 độ ở mặt cắt gì, bốn bộ tim và quay sang trái một góc 45 độ. Thế thì đa phần chúng ta sẽ là như thế, đúng không? Đấy là center bình thường, gọi là center solitus. Vậy thì khi siêu thai chúng ta sẽ thấy là trước hết xác định center như thế nào, chúng ta phải xác định là đầu hai nằm ở đâu, đi tìm đầu trước, sau đó sẽ xác định là lưng hai nằm ở đâu, nghĩa là thế, đúng không? Vậy thì liên quan là ngôi và thế. Sau khi xác định ngôi và thế rồi, chúng ta sẽ áp dụng quy tắc ngón cái bàn tay phải để xem là dạ dày sẽ nằm ở đâu rồi. Vậy thì với các trường hợp mà thai nằm ngược, đầu ở trên, đây là hình thai này, bạn này, khi là chúng ta sẽ sử dụng là cái bốn ngón cầm nắm lại sẽ là đầu thai, đúng không? Thế mặt lưng của cẳng tay chúng ta sẽ là lưng của thai. Vậy thì với hình số 1 sẽ là đầu ở thượng vị, lưng thì áp sát vào lưng của người mẹ, nghĩa là thai này ngôi ngược, thế sau,
Vậy thì dạ dày của thai sẽ nằm ở ngón cái chỉ ở đâu thì dạ dày sẽ nằm ở đó, đúng không? Vậy thì khi siêu âm chúng ta sẽ phải thấy là dạ dày nằm ở bên này. Đồng thời ngược lại là nếu mà thai nằm úp ngôn ngược thì dạ dày sẽ nằm bên này. Vậy thì khi sử dụng một cái bàn tay trỏ, chúng ta sẽ xoay theo phương diện thai xem đầu ở đâu và lưng ở đâu, chúng ta xác định ngón cái chỉ ở đâu thì dạ dày của thai sẽ nằm ở đó, đúng không? Đấy, thế thì sau khi xem dạ dày xong thì chúng ta sẽ biết là dạ dày có nằm đúng bên trái không, có nằm đúng bên trái. Vậy thì cái tư thế này này là tư thế thai nó nằm đúng với mẹ nó, mẹ nó đang nằm này, đúng không? Đầu mẹ nó nằm như này và lưng mẹ nó ở phía sau thì nó nằm song song mẹ nó, nó nằm trong đường song song mẹ nó, và dạ dày, vị trí của dạ dày của nó trùng với vị trí dạ dày của mẹ nó, đúng không? Vậy thì khi thai xoay bất kể tư thế nào, chúng ta cũng sử dụng ngón cái của bàn tay phải để xác định dạ dày. Có thể có một phương pháp thứ hai là chúng ta sẽ áp dụng là chúng ta sẽ hình dung là chúng ta chính là cái thai nằm ở trong đó. Phương pháp này là phương pháp tôi hay sử dụng, bởi vì là trong các trường hợp nhiều khi thai nó nằm vặn vẹo, nằm ngôn ngang lưng quay lên trên, hoặc ngôn ngang lưng quay lên dưới, ngang nhưng mà lại nghiêng, rất khó đánh giá đấy. Thế thì tôi sẽ thử sử tôi không sử dụng phương pháp này đâu, tôi hay sử dụng phương pháp là hình dung chúng ta chính là cái thai nằm ở trong bụng, thì chúng ta sẽ hình dung được là dạ dày nằm ở đâu, thì tất cả mọi tư thế đều xác định được hết. Nếu mà ở tư thế nào khó quá, các bạn sẽ gì cho bệnh nhân đi lại một lúc, xong thai quay vào đây, thay thay đổi tư thế, chúng ta sẽ xác định lại. Hoặc trong cái trường hợp gì nghi ngờ dạ dày là bất thường, đều xác định ở thời điểm khác, rất là cẩn thận luôn. Vậy thì nếu chúng ta làm cẩn thận, chúng ta có thể đánh giá sai tớt ngay từ tuần thứ 12 xem có đạt được phụ tải hay không, đúng không? Vậy thì đánh giá sai tớt này là cực kỳ quan trọng, xem dạ dày có đúng nằm bên trái không, đúng nằm bên trái không. Và sau khi xem dạ dày nằm bên trái không thì chúng ta sẽ hất đầu dò lên trên tầng bụng, lên tầng ngực để xem trục tim có đúng hướng của dạ dày hay không. Nếu xác định dạ dày là bên trái, trục tim cũng hướng xoay sang bên trái có 45 độ là sai tớt bình thường, nghĩa là sai tớt solitus levocardia là gì? Là sắp xếp phủ tạng bình thường, trục tim quay trái nha. Thế thì đây xác định là quan trọng, là xác định để đánh giá dạ dày nằm ở đâu. Đấy, đây là sau khi đánh giá sai tớt xong, đánh giá sai tớt, đánh giá trục tim xong, chúng ta sẽ thực hiện các mặt cắt cơ bản trong siêu tim thai. Thì đánh giá lát các bụng cao và hất lên để đánh giá trục tim nằm đâu, đánh giá sai tớt. Sau đó chúng ta sẽ gì cũng cùng lát các đó thôi, chúng ta hất nhẹ lên một chút sẽ đánh giá được mặt cắt bốn buồng tim. Nghĩa là trong siêu âm tim không cần phải di chuyển đầu dò nhiều đâu các bạn, cầm nguyên đầu dò chỉ giữ một vị trí và cứ hất lên hất xuống, đánh giá rất là đơn giản và các bố bụng tim cũng như là các đường ra các thất cũng xanh nhiều đâu, kể cả là đường ra các thất nghe thì khó vậy thôi, nhưng mà sau chúng ta làm nhiều ta thấy là động tác rất là linh hoạt, rất là nhẹ nhàng để cắt được, dù trừ khi một số các tư thế thai không thuận lợi. Sau đó cắt bụng tim xong, chúng ta sẽ cắt gì đường ra thất trái, sẽ cắt đường ra thất phải và mặt cắt ba mạch máu. Một số bạn có thể bổ sung thêm là mặt cắt qua động mạch chủ. Như vậy là với 5 mặt cắt cơ bản, bạn có thể bổ sung thêm mặt cắt qua động mạch chủ, nữa là 6 mặt cắt cơ bản này bổ sung thêm siêu cấp đơn màu nữa, chúng ta có thể loại trừ được 90% các dị tật tim bẩm sinh. Rất là chủ yếu là dị tật tim bẩm sinh đã được loại trừ lên. Với các bác sĩ về chuyên về tim mạch, các bác sẽ cắt 11 mặt cắt rất là bài bản chi tiết. Nhưng với chúng ta thì chỉ cần 5 mặt cắt, cùng lắm là bổ sung mặt cắt qua được mặt chủ, tức là 6 mặt cắt cơ bản, chúng ta sẽ lại trừ được gần hơn 95% các dị tật tim bẩm sinh. Thì đây là hình minh họa với các bạn này. Đây là mặt cắt, đây là mặt cắt 4 mục tim như các bạn này, 4 mục tim chúng ta nhìn thấy cả bốn cấu trúc 4 mục tim này. Đây là mặt cắt của đường ra thất trái này. Đấy, đường ra thất trái đi, đường thất trái đi, mặt cắt của đường ra thất trái đi. Nghĩa là mặt cắt 4 mục tim thì mặt cắt khá là thấp. Đây, từ đây hất lên thôi các bạn, từ đây hất lên. Đây là mặt cắt đánh giá sai tớt này, đây là mặt cắt 4 mục tim này. Còn các mặt cắt này là mặt cắt qua đáy tim và mặt cắt qua mạch máu. Thì các bạn thấy là minh họa đây là một cái thế. Thì đây là đánh giá sai tớt ở lớp các bụng cao. Chúng ta thấy là bụng thai nằm ngửa, cột sống ở đây, đúng không? Đây là bên trái, đây là bên phải, đúng không? Dạ dày, stomach nằm ở bên trái,
động mạch chủ sẽ nằm bên trái và tĩnh mạch chủ dưới sẽ nằm bên phải, và sau le nằm hơi trước hơn so với động mạch chủ bụng, gan sẽ nằm bên phải, đúng không? Và ở tư thế này, lát cắt bụng cao này, chúng ta sẽ thấy đây là sơ đồ minh họa. Đây là lét và đây là vai. Đây là dạ dày nằm bên trái, động mạch chủ nằm bên trái, tĩnh mạch chủ nằm bên phải và sau le trước hơn so với động mạch chủ. Và đây là gì? Đây là hệ thống của tĩnh mạch gan, và đây là gan. Như vậy đây là status bình thường, status solitus. Tuy nhiên là đây là định vị tim và các cổ cạng theo các cấu trúc bình thường và bất thường. Thứ nhất là status solitus nghĩa là bình thường. Thứ hai, status inversus nghĩa là toàn bộ các bộ phận cơ quan ở bên trái đảo ngược sang bên phải, đảo ngược hoàn toàn, gọi là status inversus. Còn status ambivert là gì? Đảo ngược một cách lộn xộn, không có trật tự gì, thì là status ambivert. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là đối với tất cả các trường hợp status solitus này đây, thì nghĩa là người ta sẽ đánh giá gì? Gan như thế nào này, phổi như thế nào này, và kiểu hình của tim như thế nào này. Vậy thì với các trường hợp status solitus thì sẽ là thùy nhỏ của gan sẽ nằm bên trái, thùy trái nằm bên trái, thùy lớn của gan sẽ nằm bên phải, đúng không? Bình thường. Và đồng thời gì? Phổi phải có cấu trúc ba thùy, ba phân thùy, hai rãnh liên thùy. Phổi trái sẽ có một rãnh liên thùy và hai phân thùy, đúng không? Tim thì sẽ là gì? Tiểu hình nhĩ phải sẽ có tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch chủ dưới đổ về. Nhĩ trái sẽ có gì? Bốn tĩnh mạch phổi đổ về. Nghĩa là như chúng ta, cấu trúc của các cơ quan tầng ngực cùng bụng nằm đúng vị trí bình thường, đúng không? Status inversus là gì? Toàn bộ những cấu trúc có tiểu hình bên phải nằm sang bên trái. Gan lớn nằm sang bên trái. À quên, xin lỗi, đúng không? Gan lớn nằm sang bên trái, nhưng mà dạ dày nằm sang bên phải, đúng không? Tim thì là trục tim lại quanh phải. Và gì? Phổi phải lại có hai thùy và phổi hai phân thùy, và phổi trái lại có ba phân thùy. Và nhĩ nằm ở bên phải thì lại có kiểu hình của nhĩ trái. Nhĩ nằm ở bên trái thì lại có kiểu hình của nhĩ phải. Nghĩa là các bộ phận ở tầng ngực, tầng bụng đặt chỗ cho nhau một cách hoàn toàn. Status ambivert là gì? Lộn xộn lung tung. Ví dụ như dạ dày nằm bên phải nhưng gan lại gan lớn lại nằm ở bên trái. Nhưng mà tim thì có thể nằm bên trái bên phải. Tóm lại là kiểu này là lộn xộn tùy theo từng cá thể. Cái nằm bên phải đảo sang bên trái, cái nằm bên trái có khi vẫn nằm bên phải. Đấy, thì các cơ quan tầng ngực tầng bụng đảo chỗ cách lộn xộn, không theo cái quy luật gì hết, thì là status ambivert. Đấy, thì cơ bản là như thế. Thế thì hôm nọ ấy, cái siêu thứ hai mà sử dụng tổ giáo đạo mình cái đến 14 tuần nhỉ, thì là gì? Dạ dày nằm bên phải, trục tim quay trái, động mạch chủ nằm bên trái. Những trường hợp ở status ambivert thì chỉ tập tim lên đến 99%. Thế thì chúng ta thấy là tiên lượng đánh giá status để gì? Sàng lọc dị tật tim, tiên lượng dị tật tim. Đây là minh họa cụ thể hơn cho các bạn những điều tôi vừa nói thôi. Đây là trục tim các bạn ạ. Ở mặt các bốn mùa, các ngang lồng ngực, các ngang lồng ngực nhé. Cuộc sống này, đây là bên trái này, bên phải này, kẻ một đường thẳng qua chia lồng ngực làm hai phần, chính giữa cuộc sống. Và sau đó kẻ đường ngang vuông góc với cái đường kẻ dọc vừa rồi, thì thế là trục tim sẽ nằm ở một góc quay sang bên trái một góc gì 45 độ ở đây. Như vậy là trục tim quay trái và tạo với mặt phẳng nằm ngang một góc 45 độ là trục tim bình thường. Như vậy có các danh từ này mà các bạn ngồi nghe hội chẩn trước sinh hay thì nói này, là người ta sẽ sử dụng luôn các cái danh từ này bằng tiếng Anh. Levocardia nghĩa là ám chỉ gì? Mỏ tim nằm quay trái, mỏ tim quay trái hướng về bên trái. Dextrocardia là mỏ tim quay phải, và mesocardia là mỏ tim nằm ở giữa. Thì các từ này nghĩa là người ta sử dụng, ví dụ như là status solitus levocardia nghĩa là status rất bình thường và trục tim quay trái, mỏ tim hướng về bên trái, đúng không? Hoặc là gì? Status ambivert mesocardia nghĩa là gì? Đảo lộn trật tự các cụ tạng lộn xộn và tim nằm ở chúng ta. Đấy, các bạn hiểu không? Đấy là những từ mà ám chỉ có ý nghĩa là như thế. Thì đây là đánh giá về các
thôi. Thì đây là minh họa cho các bạn là những điều tôi vừa nói với các bạn là với cytosolitus thì tỷ lệ dị vật tim chỉ có 1%, và với cytos inversus nghĩa là các phủ tạng đảo ngược hoàn toàn, dị vật tim cũng chỉ tăng một chút, chỉ có 2%. Như vậy là với trường hợp này, nếu mà làm siêu thai và kiến thức siêu tim lờ mờ bỏ qua siêu tim thai không làm tí nào hết, 100 ca chỉ bỏ sót 1 ca dị vật tim thai, rất là ít đúng không? Và các trường hợp đảo ngược phủ tạng hoàn toàn rồi, không làm siêu tim thai một tí nào hết bỏ qua, thì 100 ca thai cũng sẽ có 2 ca bỏ sót dị vật. Nhưng với các trường hợp này là cytos amyloidosis, nếu mà 100 ca mà bỏ qua không làm tim thai thì gần như dị tật lên đến 95%, hơn 95 ca, 100 ca thì hơn 95 ca là sẽ có bất thường tim và thường bất thường tim phức tạp. Đấy, do vậy chúng ta đánh giá cytos để chúng ta sẽ gì? Khảo sát rất kỹ để xem là tiên lượng là chúng ta sẽ phải đi tìm dị tật. Tất nhiên là ca nào cũng phải xem rất kỹ tim thai. Thì đây là mô tả với các bạn là đây là đồng phân phải hay còn gọi là gì, kiểu hình bên phải, một số xem phép sẽ một số sách sẽ biết là hoặc là kiểu hình nhĩ phải, hoặc là đồng phân phải, hoặc là kiểu hình bên phải, người ta có thể sử dụng các cái từ đó. Vậy thì cái này có ý nghĩa là như nào? Cái này có ý nghĩa là khi chúng ta siêu âm ấy, dạ dày và gan có thể nằm thì nằm, dạ dày có thể vẫn nằm bên trái. Những cái trường hợp này chúng ta thấy này, hai trường hợp này đều dạ dày nằm bên trái nhá, và thùy lớn của gan vẫn nằm bên phải. Nhưng mà gì, trường hợp này là chỉ có động mạch chủ là nằm sai vị trí này, động trường này động mạch chủ nằm đúng vị trí này, nhưng một điều là tĩnh mạch chủ dưới không nằm bên phải và không so le về phía trước so với động mạch chủ nữa, đúng không? Như hôm nay chúng ta thấy là động mạch chủ nằm bên trái, tĩnh mạch chủ dưới nằm bên phải và so le phía trước hơn so với động mạch chủ, đấy là sai rất bình thường, đúng không? Nhưng trường hợp này chúng ta thấy là động mạch chủ nằm bên trái, tĩnh mạch chủ cũng nằm bên trái, và trường hợp này là gì, động mạch chủ lại nằm sang bên phải và tĩnh mạch chủ nằm nguyên vị trí. Như vậy khi siêu âm thai thấy động mạch chủ và tĩnh mạch chủ nằm cùng bên, nằm cùng bên, kể cả bên phải hay bên trái thì sẽ là đồng phân phải. Vậy đồng phân phải ở đây sẽ có ý nghĩa là như nào? Sẽ có là từ tầng ngực đến tầng bụng đều có kiểu hình bên phải, có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái thai này nó sẽ có gì, hai phổi phải, phổi trái nó cũng có hai dãy nguyên thủy và ba nguyên thủy. Phế quản gốc trái nó không nhỏ như chúng ta bình thường, phế quản gốc phải sẽ làm sao, to hơn, chạy ngang hơn, phế quản gốc trái sẽ nhỏ hơn, chạy dốc hơn, đúng không? Nhưng trường này thì hai phổi phải, hai kiểu hình phế quản phải, hai nhĩ phải và hai gan phải và không có lách. Như vậy những cái trường này chúng ta khi siêu âm có đánh giá được cái này trong siêu âm không? Giải phẫu đại thể đấy, đúng không? Vậy thì cái thai này nó, nếu nó chết, giải phẫu đại thể chúng ta sẽ thấy là hai phổi phải, hai phế quản phổi phải. Nhưng chúng ta làm siêu âm tim chúng ta sẽ thấy gì? Hai kiểu hình nhĩ phải nghĩa là không thấy tĩnh mạch, không thấy cái tĩnh mạch phổi như là nhĩ trái bình thường, và sẽ thấy gì? Gan trái không nhỏ nữa mà gan phải nằm lên, nghĩa là gì? Gan cả nằm cả bên phải bên trái và nối với nhau ở giữa này và không có lách ở hạ sườn bên phải. Đấy, thế thì những cái kiểu hình đồng phân phải này dị tật tim rất phức tạp, rất phức tạp, thường kèm theo dị tật tim nha. Vậy thì khi siêu âm là sẽ thấy, cứ thấy động mạch chủ và tĩnh mạch chủ dưới, động mạch chủ và tĩnh mạch chủ dưới nằm cùng bên, một cái nằm trước một cái nằm sau, thì là kiểu hình bên phải. Vậy chẩn đoán của mình phải sẽ dựa vào gì? Vị trí của hai thằng này cũng đi song song với nhau, nằm bên nào cũng vẫn là của mình bên phải, thì đã hình dung chung ra là vậy. Thì lúc đó chúng ta, khi chúng ta thấy như thế, chúng ta sẽ xem thì có đúng là gan nó nằm sang bên kia không, vượt sang bên kia không, nối liền với nhau bởi cái mô gan ở giữa này không, bởi vì không thấy lách ở đây, và đồng thời thì xem rất kỹ tim hai để đánh giá dị tật tim. Một điều nữa là gì, đây là minh họa này, đây là ngành minh họa này. Trên siêu chúng ta sẽ thấy là một cái thai nằm nghiêng cuộc sống như này, đây là bên trái, đây là bên phải,
stomach nằm bên tạng, đúng không? Động của tạng. Và gì? Gan lại nằm bên trái, dạ dày nằm bên phải. Kẻ qua đây chúng ta sẽ thấy là động mạch chủ bụng nằm bên phải, phía trước động mạch chủ bụng là tính mạch chủ dưới, sagittal. Đây là gì? Sagittal, amygdala, đồng thân phải, kiểu bên phải. Và một điều nữa là gì? Isomerism là bên phải. Và một cái thai nữa là cái này cũng nằm nghiêng. Kẻ đến khi đến nó sẽ tớt, người ta đánh giá là gì? Dạ dày nằm bên trái. Đây là các cái tài liệu người ta đã public trên các cái bài báo quốc tế, dân người ta đã kiểm chứng. Cái này là sai tớt, cái này là dạ dày nằm bên trái, gan vẫn nằm bên phải. Sai tớt có vẻ bình thường, tất nhiên chưa đánh giá trục tim, đúng không? Chưa biết trục tim, chưa biết tầng ngực và tim nằm đâu, chỉ biết là dạ dày vẫn nằm bên trái, gan vẫn nằm bên phải. Nhưng gì? Động mạch chủ bụng và tĩnh mạch chủ dưới nằm cùng bên phải. Thế thì kiểu này vẫn là rhizomelism, đúng không? Kiểu hình bên phải nha, động bên phải. Một lý do nữa, một vấn đề nữa cần nói với các bạn là gì? Kiểu hình bên trái. Cái này khó nha, cái này khó, ít gặp, đúng không? Ít gặp. Kiểu hình bên trái là sẽ thấy là gì? Kiểu hình bên trái sẽ thấy là, ví dụ như là ở đây chúng ta sẽ thấy bình thường là bình thường nhá, bình thường sẽ thấy là động mạch chủ nằm ở đây, đây là tầng ngực rồi, cho nên không thấy cái tĩnh mạch chủ dưới, đúng không? Tầng ngực rồi, cắt ngực rồi, cắt ngực cao rồi, đúng không? Nhưng mà bình thường động mạch chủ ở đây và tĩnh mạch chủ nằm bên phải và trước lên so với động mạch chủ. Nhưng ở đây lát các này chúng ta sẽ thấy là động mạch chủ nằm bên trái và đối diện sang bên phải có một cái tĩnh mạch nhỏ hơn và nằm đối xứng qua cuộc sống. Tĩnh mạch này là tĩnh mạch arteriovenous, đúng không? Vậy thì bình thường ấy, cái tĩnh mạch này có quan sát được không? Có quan sát được, nhưng nó thì rất nhỏ, nó vẫn nằm ở đây, nhưng nó không giãn. Trong trường hợp này nó giãn, đầu con trái nó giãn là bởi vì gì? Teo hoặc tắc vào tĩnh mạch chủ dưới đoạn này và buộc phải dịch máu trở về từ phần dưới trở về tim qua tĩnh mạch arteriovenous đơn và bán đơn. Vậy tĩnh mạch này nó sẽ giãn nên trường này chúng ta mới quan sát được. Vậy sau các trường hợp đồng thân trái này, nguyên nhân là do gì? Bất xả, teo hẹp hoặc tắc tĩnh mạch chủ dưới và tĩnh mạch bán đơn sẽ giãn và chúng ta sẽ quan sát được. Vậy thì khi siêu âm thai chúng ta thấy là động mạch chủ nằm bên trái có một tĩnh mạch nhỏ hơn đối xứng nằm ngay sang bên kia thì nghĩa là gì? Đồng thân trái. Vậy thì đồng thân trái sẽ là gì? Đồng thân trái chúng ta sẽ thấy là đây là minh họa này, đây là minh họa của các bạn này, là các tĩnh mạch chủ dưới, đây là động mạch chủ này và tĩnh mạch đơn trở về, đây là tĩnh mạch chủ dưới bị tắc này và các tĩnh mạch đơn giãn đổ với tim qua tĩnh mạch đơn. Vậy thì khi đồng thân trái thì sẽ thấy là gì? Các cơ quan trong tầng ngực, tầng bụng sẽ có từ bên trái nhé, từ tầng gì? Phổi. Lúc này phổi phải có kiểu hình giống phổi trái, phổi phải lại có một dãy nguyên thủy và hai phân thủy. Phế quản phúc phải có kiểu hình của phế quản phúc trái nhỏ chạy dốc, nhĩ có hai nhĩ trái, hai nhĩ trái nghĩa là nhĩ phải không có tĩnh mạch chủ trên với mạch chủ dưới đổ về mà không tốn tĩnh mạch giống kiểu hình nhĩ trái. Và gì? Gan thì là gần như là gan nằm ở chính giữa và lách, ngoài lách nằm ở hạ sườn trái thì có rất nhiều các cái cấu trúc lách nhỏ tạo thành các cái đảo lách nằm ở phía này, nghĩa là đa lách. Vậy trong những trường hợp chúng ta sẽ thấy là khi siêu âm mà thấy có động thân trái thì hình dung sẽ có các tổn thương ở các bộ phận nội bộ như kia, người ta gọi là lách isomerism là động thân trái. Thì chúng ta sẽ hình dung là các bất thường ở tầng ngực, tầng bụng nó sẽ là như thế này. Vậy thì đồng thân trái này có thể kèm theo dị tật tim như đồng thân phải không? Có thể không. Nhiều trường hợp đồng thân trái tim bình thường, nhưng thường kèm theo là gì? Rối loạn nhịp tim. Đấy, thế thì chúng ta phải xác định rất rõ là cái thai đó có đồng thân trái đồng thân phải. Do vậy mà siêu âm tim hay bình thường chưa chắc đã là có bình thường, mà có những bất thường mà chúng ta sẽ chưa khó xác định. Đây để ảnh minh họa với các bạn là trong trường hợp như là vừa nói với các bạn, đồng thân trái này, động mạch chủ ngực này, tĩnh mạch arteriovenous giãn và trường hợp này là có gì? Cây nhĩ thất, cây toàn thận. Đấy.
kênh chính thức. Đấy, mình đưa lên chính thức các bạn. Ở đây cũng là mô tả lại cái thống kê lại những cái điều mà vừa nói với các bạn thôi, là với trường hợp sai sót solitude thì dị tật tim là 1%, insert là 2%, đảo ngược các phủ tạng thì là dị tật tim tới đến nhất là trung tim quanh phải thì tim tới 95%. Trong các trường hợp mà đồng phân phải thì dị tật tim gần như là 100%, nhưng mà đồng phân trái thì đến 90%, nghĩa là nhiều trường hợp dị tật tim nhưng cũng có trường hợp là bình thường đồng phân trái. Đây là slide minh họa với các bạn là đánh giá trục tim. Vậy thì chúng ta sẽ kẻ một đường là như lúc nãy tôi nói với các bạn là chính giữa chia cuộc sống làm đôi và đi qua cuộc sống, và kẻ một đường đi qua thì vách liên thất, và đây là trục tim sẽ tạo với cái đường hai điểm kẻ để tạo với nhau một góc 45 độ, trục tim quay trái của góc 45 độ. Đây là một lát cắt cao hơn, lát cắt đây, lát cắt này là lát cắt bốn buồng này, lát cắt bốn buồng thì ở vị trí này chúng ta thấy là một cái thay nằm nghiêng, một cái thay nằm nghiêng, và động mạch chủ đây nằm bên trái, và đây sẽ là tim trái đúng không, đây sẽ là tim phải, và cụ thể hơn sẽ là thất trái này, nhĩ trái này, thất phải này, nhĩ phải này, đây là bên trái, đây là bên phải này. Đấy, thế thì đây là sơ bộ của một tim như thế này. Đây cũng là một hình ảnh siêu âm cũng như là sơ đồ minh họa với các bạn, là cái này là, đây là bên đây là led chứ, đây là trục tim đây này các bạn này, đây là bên trái này, đây là bên phải này, vậy thì đây sẽ là tim trái, đây sẽ là tim phải, và trục tim ở đây sẽ tạo với một quay về bên trái một góc 45 độ như vừa nói với các bạn. Vậy thì cơ bản ở đây là vị trí như này thì đây sẽ là tim trái đúng không? Tuy nhiên là chúng ta đánh giá tim trái hay tim phải không phải chỉ có vị trí đúng không? Nếu mà theo cái siêu âm này chúng ta sẽ thấy là đây là bên trái này, đây là bên phải này, vậy thì đây sẽ là trái này, đây sẽ là phải này, đây là sau này, đây là trước này. Thế thì ở cái hình siêu âm này đây sẽ là tim trái, đây sẽ là tim phải, nhưng khi siêu âm tim không dựa vào vị trí để đánh giá đâu là tim trái, đâu là tim phải, và phải dựa vào gì, hình thái của tim để đánh giá đâu là tim trái, đâu là tim phải. Vì có nhiều trường hợp người con là gì, bất tương hợp nhĩ thất hoặc bất tương hợp thất đại động mạch, nghĩa là gì, cái tim phải này nó lại nằm ở cái tim trái này, vậy thì dựa vào đâu mà đánh giá là hình thái của tim trái, hình thái của tim phải. Khi chúng ta nhận định là thất phải sẽ có các cái đặc điểm sau đây. Thứ nhất là thất phải sẽ thấy là giải cơ ở cái mỏ của thất gọi là giải điều hòa, mà thất trái không có, đúng không? Thất phải sẽ có gì, van ba lá bám sát với mỏ tim hơn, không như van hai lá, đúng không? Thất phải sẽ có gì, thành của thất dày hơn thành thất trái. Như vậy là dựa vào các đặc điểm của thất để nhận định đâu là thất phải, đâu là thất trái, chứ không phải cứ cái nào nằm bên trái thì đó là thất trái. Các bạn nhớ nhé. Do vậy là gì, có những trường hợp cái thất này này nó lại nằm ở bên này, mà cái nhĩ trái này nó lại đổ vào cái thất phải. Do vậy là sẽ dựa vào hình thái của thất và hình thái của nhĩ để đánh giá đâu là thất phải, đâu là thất trái, đâu là nhĩ phải, đâu là nhĩ trái. Và nhận định nữa là gì, nhĩ thì nhĩ phải sẽ có gì, hai tĩnh mạch chủ trên và chủ dưới đổ về. Nhĩ trái sẽ có gì, bốn tĩnh mạch phổi đổ về nhé. Vậy thì có trường hợp chúng ta sẽ thấy là toàn bộ ông thất phải này sẽ nằm sang bên trái, hoặc là thất phải này sẽ nối với nhĩ trái. Do vậy thì dựa vào kiểu hình để đánh giá là thất nào chứ không dựa vào vị trí nhé. Thế thì một mặt nữa là gì, nhĩ trái sẽ có gì, ở vách liên nhĩ chúng ta sẽ thấy là vách liên nhĩ đây sẽ được chia làm ba phần đúng không, cái phần ngay bám sát cái phần điểm xuất phát này tăng âm này, luôn luôn tăng âm, đấy gọi là khối nội mạc. Cái này cực kỳ quan trọng trong siêu âm thai, bao giờ phải để ý nó. Tiếp theo khối nội mạc thì sẽ đến gì, lỗ bầu dục, và đây là van bầu dục hay còn gọi là van vây sen.
Và tiếp theo là phần cách linh nghĩ là phần gì? Cách của phần chẩn đội nghĩ. Như vậy cách liên nghĩ chia là ba phần. Phần gối nội mạng này là phần cực kỳ quan trọng. Nếu quyết phần này sẽ nằm trong gì? Sẽ nằm trong bệnh gì? Cân lý thân. Toàn phần như bán phần đều không có nó hết. Đấy, do vậy bao giờ phần quan sát cái phần gối nội mạng. Cái phần gan gây xem hay là gan nội dục này cũng quan trọng. Nó luôn luôn gì? Võng về bên nghĩ trái. Do chu trình tuần hoàn của tim thai. Nếu gan gây xem này võng về bên nghĩ phải nghĩa là gì? Có một vấn đề thì đó chúng ta phải đi tìm. Đấy cũng là vấn đề nhá. Thì đấy là vấn đề nghĩ. Thế còn quan sát đâu là thất thải, đâu là nghĩ phải, đâu là nghĩ trái, đâu là thất thải, đâu là thất trái. Đánh giá của các đường ra của các thất và đánh giá độ đóng mở của không gian. Một phần nữa là gì? Đánh giá về kích thước tim thì có hai phương pháp, có thể đánh giá theo chu vi hoặc đánh giá theo diện tích. Đánh giá theo chu vi thì nghĩa là gì? Sử dụng thước đo trên cùng mặt cắt qua lồng ngực. Mặt cắt này mặt cắt ngang qua lồng ngực và cắt ngang qua bốn buồng tim. Trên một mặt cắt này người ta sử dụng thiết diện đo chu vi theo viền bờ ngoài của quả tim và viền bờ ngoài của lồng ngực. Và hai cái thiết này chia cho nhau. Nếu mà chu vi của quả tim chia cho chu vi của lồng ngực mà lớn hơn hoặc bằng 50% là tim to. Từ 50% trở lên là tim to nhá. Và sử dụng phương pháp đo gì? Diện tích tim. Nghĩa là cũng có mặt cắt giới thiệu cho các bạn như vừa rồi, nhưng mà dùng phép đo diện tích. Sẽ đo gì? Diện tích của toàn bộ quả tim chia cho diện tích của lồng ngực trên cùng mặt cắt. Nếu mà phép chia diện tích này mà diện tích tim trên diện tích lồng ngực mà lớn hơn hoặc bằng 30% nghĩa là tim to. Thế thì bây giờ ấy, các bạn thấy là người ta hay áp dụng phương pháp này hơn, diện tích hơn là phương pháp chu vi. Tuy nhiên là với những bác sĩ làm quen ấy, không đo đâu, chỉ áp dụng theo gì? Kinh nghiệm. Nghĩa là nhìn đã thấy là trên một mặt cắt này đã sẽ thấy tim to thì người ta sẽ đọc lại hình ảnh tim to và chu vi tim khả năng lớn hơn 50% đấy, người ta sẽ thấy. Còn người ta có thể sử dụng các phép đo này. Như vậy là gì? Có những bác sĩ đã sử dụng phương pháp chu vi, có những bác sĩ sử dụng phương pháp diện tích. Tuy nhiên là với các cái tài liệu nghiên cứu bây giờ, người ta sẽ ưu tiên phương pháp đo diện tích để đánh giá kích thước tim so với kích thước lồng ngực. Đây là nó cắt của đường ra thất trái. Đường ra thất trái thì về lý thuyết ý, thì là gì? Mặt cắt đường ra thất trái là khi từ mặt cắt bốn buồng chích đầu dò siêu âm về phía vai phải của thai nhi. Tuy nhiên là nhiều khi cái thai nó nằm rất là khó, chả đánh giá được đâu là phải đâu là trái của cái vai của nó đâu. Do vậy mà gì, chúng ta thấy là nếu mà chúng ta làm nhiều thì nó rất là linh hoạt, cũng không phải dựa vào vai đâu. Thì chúng ta thấy là đây là thất trái này, cái mạch máu xuất phát từ đây ra gọi là đường ra thất trái. Nhưng ta phải rất là cẩn thận là gì, phải đánh giá xem đây là thành, đây là cái gọi cho là động mạch chủ đấy nhé. Đường ra thất trái là động mạch chủ mà. Thì chúng ta phải thấy là gì, thành trước của động mạch chủ phải liên tiếp với gì, với vách liên thất. Phải rất để ý là gì, đây là van của động mạch chủ này. Vậy thì gì, tất cả những cái gì mà bốc liên tục ở đây, đặc biệt là phổ đốt lơ màu vàng có dòng cục hai chiều ở đây, xăm hai chiều ở đây là không liên thất, hoặc là phần màng, hoặc là dưới van của mạch chủ nhá. Thế còn những cái dòng chảy mà chúng ta thấy là phía sau van này, ví dụ bây giờ là thấy dòng thường thường ở đây, thường là hình dài. Vậy thì khi siêu âm trên mặt cắt, nếu trên mặt cắt bốn buồng, mặt cắt bốn buồng mà nghi ngờ là không liên thất, đây nghi ngờ là hình như là có cái gì khuyết khuyết ở đây này, thì phải bổ sung vào mắt cắt đường ra thất trái ngay. Nếu không liên thất thật thì sẽ gì, sẽ có tín hiệu của dòng chảy rối và xăm hai chiều trên tất cả các mặt khác nhau, khác nhau đúng không? Một cái anh mà lùn thì chỗ nào mà xả lùn, đứng ở đâu vậy mà xả lùn? Do vậy mà gì, không, nếu mà ảnh này đặc biệt chúng ta phải để ý nhé, khi siêu mà thai nằm ngửa này, cách tiên thất gì song song với trùng sóng siêu âm thì rất hay bị chẩn đoán không liên thất, do bẫy chẩn đoán, bị bẫy chẩn đoán. Đặc biệt là ở phần này sẽ thấy giống như là khuyết. Nếu chúng ta nghi ngờ chúng ta sẽ thì phải bổ sung ngay. Và trên mặt cắt này nếu không liên thất thật, nó sẽ biểu hiện là gì? Dòng chảy phục ngược, xăm hai chiều đậu xanh ở dưới tan của mặt.
Còn nếu mà siêu âm có một số trường hợp thai nó nằm rất khó đặt, siêu âm thấy là hình như là huyết chỗ này là tăng quá, không biết là không, thông nên không là gì. Những cái trường hợp đấy là ảnh tạo, do vậy thông nên thất sẽ xảy ra, không xảy ra sau ba ngày đâu, chả có thông nên thất thì xảy ra sau ba ngày. Tự tin chẩn đoán nha. Nhưng mà gì phải rất thận trọng là cái này có thể là động mạch chủ hay không. Do vậy thì cắt mà thấy một cái động mạch nó ra từ đây này, trước hết phải xem nó có đúng là động mạch chủ hay không, đúng không? Vậy thì phải thấy là gì, động mạch chủ phải đi một đoạn dài, xong rồi bắt đầu phải có các nhánh lên phổi. Còn cái động mạch nào mà mình vừa đi đoạn ngắn chia đôi phát thì nghĩa là phổi. Vậy thì cắt đường ra thất trái này, nhưng mà phải xem là đây là chủ hay đây là phổi đã. Sau đó phải đánh giá gì, khẩu kính nó ra là sao, đúng không? Gan nó thế nào và có gì, có thông nguyên thất ở đây hay không? Cho nên là người ta cứ làm để người ta lách lên hết thứ, mà người ta quan sát hết, người ta đánh giá hết, chứ không phải là không, không phải chỉ đánh giá sơ bộ như thế. Đấy, nha. Thì cơ bản như vậy. Và gì, một mặt cắt nữa là mặt cắt đường ra thất tại hay là động mạch phổi. Động mạch phổi thì chúng ta sẽ thấy là về lý thuyết ý, thì là từ mặt cắt bốn buồng hất lên vai trái của thai là sẽ ra mặt cắt đường ra thất tải. Vậy mặt cắt đường ra thất tải chính là động mạch phổi. Chúng ta sẽ thấy là nó sẽ ra khỏi buồng tim phải một chút là chi nhánh luôn, ra buồng tim phải, ra buồng tim phải một chút là sẽ chia đôi luôn, và hai cái nhánh đó bằng nhau, chia đôi bằng nhau, đấy là động mạch phổi. Vậy thì phải nhận định được là cái động mạch đấy là động mạch phổi của một chủ, đồng thời cũng là đánh giá về khẩu kính của động mạch phổi và độ đóng mở của van cổ chi xem như nào nha. Đồng thời là gì, sau khi cắt đường ra thất phải đường ra thất trái sẽ khảo sát các ba mạch máu, cũng chỉ từ một cắt bốn buồng khớp nhẹ một tí lên, rất là nhẹ nhàng lên sẽ cắt được mặt cắt bằng máu. Mặt cắt này cực kỳ quan trọng, nếu mà thai nằm khó các bạn phải cho thai phụ đi lại và cắt bằng được mặt cắt này. Ở mặt cắt này chúng ta sẽ thấy là trình tự từ trái sang phải sẽ thấy các động mạch nào. Thứ nhất là từ trái sang phải nhá, thứ nhất là thân động mạch chủ, thứ hai là động mạch chủ ngực, và thứ ba là tĩnh mạch chủ trên. Đồng thời phía sau này sẽ có thể là sẽ thấy là khí quản nữa. Đây khí quản nữa, đây khí quản, khí quản nữa. Thế thì đây là từ trái sang phải này, đây là từ trái này, đây là trái này, đây là phải, trái sang phải này. Chúng ta sẽ thấy là ba mạch này nằm cạnh nhau, xếp theo một cái đường thẳng chéo chéo như này, khẩu kính giảm dần, phổi là to nhất, thân của bài phổi là to nhất, động mạch chủ ngực nhỏ hơn một chút và tĩnh mạch chủ trên bé bé dần. Thứ nhất là đánh giá gì, vị trí sắp xếp có đúng hay không. Qua mặt cắt này sẽ đánh giá được gì, khẩu kính có hợp với sinh lý hay không, đúng không, hợp với giải phẫu bình thường hay không. Và qua đây chúng ta cũng có thể đánh giá được xem là có hẹp phổi không, có hẹp chủ không, có gián đoạn quay không, hoặc là gì bất thường bảo lộ vị trí hay không. Trong tất cả các rất nhiều các bệnh lý sẽ đánh giá ở cái mặt cắt này. Đồng thời ở mặt cắt này sẽ đánh giá được một số các bệnh tim ở phần siêu tim hai nâng cao, ví dụ như là gì bất thường xuất phát ở vạch dưới đồng phải, hoặc gì tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái. Đấy, thế bạn nào mà quan tâm đến vấn đề này thì sẽ tìm tài liệu đặt trên Facebook cái nhóm của tôi, cái phần Facebook của tôi cũng hay post các cái dị tật tim, các bạn nào có thể quan tâm cái bài đấy đặt là chúng ta sẽ dựa vào dấu hiệu gì để nhận định những cái bệnh lý tim đó, tôi lấy những cái cạn nó này tôi hay viết bài thì các bạn có thể tham khảo trên nhiều trang nha. Thì đây là hình minh họa thôi, đây là hình minh họa thôi. Vậy thì mặt cắt này là mặt cắt cho chúng ta rất nhiều thông tin mà chúng ta buộc phải cắt bằng được, buộc phải cắt bằng được cái mặt cắt này. Và nếu mà tư thế này mà không thuận hãy cho đi lại và cắt bằng được, quan sát rất kỹ mặt cắt này. Đây là mặt cắt ba mạch máu, minh họa rõ hơn những cái điều vừa nói là gì. Mặt cắt ba mạch máu này với một cái em bé nó đang nằm thì chúng ta thấy là khá cao, cắt khá cao, ngang mắt quay mặt chủ luôn. Vậy thì trên hình siêu âm sẽ thấy là gì, sẽ thấy là đây là bên trái đi nhé, đây là bên phải, hai đang nằm ngửa ấy. Ở cái sơ đồ này sẽ thấy là từ trái sang phải giống như điều vừa nói là thân của bạch chủ, xin lỗi, thân của bạch phổi kích thước lớn nhất, sau đó sẽ thấy gì, sẽ thấy động mạch chủ và hai cái mạch máu này hợp thành chữ V, đỉnh của chữ V
hướng về phía bên trái của cột sống. Cái này là bình thường. Nếu đỉnh chữ V mà không đúng với bên trái này là sẽ có vấn đề. Đồng thời là gì? Tĩnh mạch chủ trên và khí quản ở đây. Và một điều đặc biệt lưu ý là gì? Hai mạch máu này bao giờ phải cùng màu. Bởi vì sao? Chu trình tim cùng tống ra từ thất hai thất cùng một chu trình. Thất phải tống thì thất trái cũng tống, đúng không? Máu vào động mạch phổi thì máu cũng vào động mạch, nghĩa là cùng luồng dòng chảy về phía đầu và xương. Do vậy nếu đỏ sẽ phải cùng màu đỏ và xanh sẽ cùng màu xanh. Hai cái này khác màu bất thường, khác màu nhau sẽ là bất thường, loại trừ trong trường hợp tư thế thai nằm nghiêng. Cho nên các bạn rất là tinh tế trong lúc làm nha. Thì đây là hình này, vừa rồi là màu xanh, đây là màu đỏ, các bạn thấy này. Vậy thì trường hợp này chúng ta các bạn sẽ thấy là đầu vào siêu nằm đây, các bụng tim nằm đây, luồng tống máu xa đầu giò, màu xanh, đúng không? Màu xanh. Bây giờ hai nằm úp lưng ở đây, đầu giò nằm để đây, đúng không? Hai nằm úp đầu giò, bụng bụng hai đang nằm đây, bụng bệnh nhân đang nằm đây, còn bụng hai có tim hai bụng tim nằm đây, luồng tống máu sẽ từ thất đại thất trái đi về phía đầu giò, màu đỏ cùng màu đỏ. Như vậy là khi hai động mạch này cắt cùng màu đỏ và cùng màu xanh là bình thường. Tuy nhiên là gì? Khi thay nằm nghiêng, chúng ta thấy là ở thay này nằm nghiêng, đúng không? Cột sống đây, một cái màu đỏ, một cái màu xanh. Ở cái thay này tất cả cái này đều cùng màu hết, các bạn thấy này, cùng màu hết, bình thường. Nhưng ở cái tư thế thay này nằm nghiêng, vậy thì trong cái trường hợp này chúng ta phải đặc biệt gì? Phải cho đi lại. Nếu ở tư thế thay khác mà cũng khác màu này là sẽ có bất thường. Cái bất thường gì thì sẽ giới thiệu các bạn một cái bất thường tim mà sẽ dựa vào cái này để chúng ta biết. Đây là mặt cắt đáy tim, gọi là mặt cắt ngang qua đáy tim, khá là cao. Ở mặt cắt này ít sử dụng trong tim hai, các bác sĩ tim hay làm, mình thì ít làm, nó khó mà hay làm. Mặt cắt này là mặt cắt khi quay được vào chủ có hình gì, khi động mạch chủ ở đây, động mạch chủ nằm ở giữa và xung quanh đây sẽ là nhĩ phải, thất phải. Van này là van của động mạch phổi và động mạch phổi đây đi ra hai nhánh, nghĩa là gì? Nghĩa là giữa các cấu trúc này ôm quanh cấu trúc của van động mạch phổi, cắt ngang qua van. Và van động mạch phổi ở đây có hình gì? Vô lăng ô tô. Ở mặt cắt này đánh giá rất quan trọng trong các bệnh lý. Thứ nhất là van ba lá. Thứ hai là gì? Van động mạch phổi cũng phải đánh giá được trên mặt cắt này. Khẩu kính động mạch phổi đánh giá ở trên mặt cắt này là gì? Các vị trí của thông liên thất. Nếu thông liên thất phần mảng thì sẽ có dòng phục vực hai chiều tại vị trí 9-11 giờ. Thông liên thất dưới van động mạch chủ sẽ quan thận sát thấy sát van động mạch chủ đây, sẽ có vị trí từ 12-14 giờ. Nghĩa là ở mặt cắt ngang qua đáy tim này là mặt cắt khó, ít được áp dụng nhưng cũng cung cấp cũng rất nhiều thông tin và các bác sĩ tim hay làm thì tôi giới thiệu qua để các bạn biết thôi. Đây mặt cắt minh họa lại sơ đồ vừa rồi với các bạn là mặt cắt ngang qua đáy tim, đây là gan và mặt chủ và đây các cấu trúc của nhĩ phải, thất phải, van ba lá, gan và mạch phổi, thân và mạch phổi và những mạch phổi phải và mạch phổi trái. Một mặt cắt nữa là mặt cắt gì? Dọc qua nhĩ phải để đánh giá gì? Động để đánh giá tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới đổ về đây. Đấy là mặt cắt nhĩ phải. Đây là mặt cắt gì? Quay động mạch chủ. Quay động mạch chủ thì ở mặt cắt này chúng ta sẽ thấy là động mạch chủ sẽ có hình giống như chiếc gậy ba to, đúng không? Và tại cái chiều cong của cái gậy này có các mạch máu xuất phát các nhánh để đi lên nuôi đầu và nuôi cổ, đúng không? Ở mặt cắt hai bên này chúng ta có thể đánh giá được trong các trường hợp gì? Gián đoạn quay là mạch chủ, hẹp eo là mạch chủ, đúng không? Nhưng chúng ta phải cẩn thận nhầm là sẽ có gì? Sẽ có một mạch máu nữa sẽ nối thông ở đây là gì? Ống động mạch. Nên trên mặt cắt này sẽ có gì? Hai hình chiếc gậy giống như chiếc gậy ba to. Thứ nhất là gì? Ống động mạch và thứ hai là quay động mạch chủ thật. Chúng ta phải phân biệt được đâu là ống động mạch và đâu là quay động mạch chủ để xác định xem là có các bệnh lý của phần quay động mạch chủ hay không. Thì mặt cắt này là mặt cắt đây chúng ta sẽ thấy là chết về phía bên phải để đánh giá
qua vũ trụ. Như vậy là gì? Siêu âm tai thai để đánh giá các bất thường cấu trúc tim thường gặp. Ngoài ra có thể sử dụng các chế độ gì M1 và Doppler trong siêu âm đánh giá tim thai, đặc biệt là đánh giá dòng chảy để đánh giá chức năng của tim thai và chức năng đánh giá về hoạt động của các van tim. Ở bài ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn các bệnh lý cơ bản ở trên bảng này là gì, 2, 4, 6, 8, 8 bệnh lý trên. Tuy nhiên trong các trường hợp tiểu sản này sẽ có tiểu sản tim trái, tiểu sản tim phải, đúng không? Sẽ có bệnh lý, hai bệnh lý. Như vậy bệnh lý thứ nhất là không nên thất, thứ hai là tiểu sản tim gồm có tiểu sản tim trái, tiểu sản tim phải. Bệnh lý thứ ba là hẹp eo động mạch chủ. Bệnh lý thứ tư là chuyển vị đại động mạch. Bệnh lý thứ năm là tứ chứng pha lô. Bệnh lý thứ sáu là thất cả hai đường da. Bệnh lý thứ bảy là phức hợp ép xanh. Và bệnh lý thứ tám là tinh nhĩ thất gồm có tinh nhĩ thất toàn phần và tinh nhĩ thất toán phần. Thì bài này tôi sẽ lướt qua các cái phần gọi là về mặt dịch tễ, mà tôi chỉ chú ý tập trung về hình ảnh tổn thương thôi để cho các bạn khu chú nha. Về thông lên thất thì cơ bản là gì, chúng ta thấy là sự khuyết của bách lên thất và cũng liên quan rất nhiều tới hội chứng di truyền, đặc biệt là trisomy 18, 13, 21 và hội chứng di sót. Thông lên thất bình thường được chia làm 4 loại, 4 thể thông lên thất. Bách lên thất bình thường không phải là một cái màng đơn thuần mà nó sẽ có hình gì, nó có hình 3D, có hình 3D là một cấu trúc cơ có hình 3D và chia làm 4 thể thông lên thất khác nhau. Và gì? Nhưng mà rất may mắn là thông lên thất phần màng chiếm tỷ lệ là 75-85% chiếm tỷ lệ lớn, đúng không? Ngoài ra còn có thông lên thất phần cơ, không thông lên thất phần bộ nhận và thông lên thất phần vẽ úc. Đấy, thì đấy là bộ các thể thông lên thất. Thì đây là minh họa của các bạn như này thôi. Đây là minh họa vị trí của các vị trí thông lên thất. Thì thông lên thất phần màng có thể chiếm ở đây và hình siêu âm sẽ ở đây. Đây là thông lên thất phần bộ nhận thì là vị trí thông sẽ ở đây. Và chúng ta đã thấy là kích thước lỗ thông lan tới phần bộ nhận thường là từ phần màng và lan rộng hơn tới phần bộ nhận, kích thước lỗ thông rất là lớn. Và vị trí thông lên thất tạo hình là từ phần màng lan tới phần bộ nhận. Một hình minh họa nữa là thông lên thất phần cơ là sẽ thì nằm ở cơ của bách lên thất đây. Và thông lên thất dưới van động mạch chủ là thông lên thất ngay tại vị trí sát lỗ van động mạch chủ như đường hoặc các đường dẫn thân xá để tôi minh họa của các bạn. Thì đấy là bốn thể thông lên thất. Thì chúng ta thấy là như trên hình xương đen trắng đã thấy được rồi, đúng không? Nếu chúng ta phủ màu ở đây thì tất cả các trường hợp này đều có sẵn hai chiều. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi phủ Doppler màu vào sẽ có dòng chảy lúc xanh lúc đỏ. Nghĩa là dòng máu sẽ lúc thì từ buồng tim trái sang buồng tim phải và buồng tim phải ngược lại. Do áp lực trong buồng thất ở thời kỳ tim thai là hai buồng thất áp lực cân bằng nhau. Nhưng nếu đẻ ra thì sẽ chỉ có sẵn một chiều, đúng không? Trái đỏ là một đỏ và xanh sẽ là một xanh, sẽ có sang một chiều. Vì khi đẻ ra, khi bắt đầu thì thai nhi sẽ hô hấp, áp lực buồng thất trái sẽ tăng cao và máu luôn luôn sẽ từ thất trái để sang thất phải. Nhá, thì chúng ta lại thấy là không những siêu đánh giá thông lên thất trên hoặc siêu đen trắng, siêu 2D đen trắng, chúng ta sẽ phổ màu vào bạn trong thông lên thất bao giờ cũng là sang hai chiều. Thì đấy là thông lên thất. Thứ hai là thử sản tim thì có là thiểu sản tim trái và thiểu sản tim phải. Vậy thì khi thiểu sản tim trái thì sẽ có các bất thường liên quan đến tim trái đi theo và ngược lại tim phải cũng thế. Nghĩa là khi có thiểu sản tim trái chúng ta sẽ quan sát cái gì? Buồng thất trái kích thước nhỏ, thậm chí không có tí nào dòng máu đi vào. Các cơ bộ phận đi kèm theo là gì? Van hai lá, nghĩa là dẫn máu từ nhĩ trái xuống thất trái, hoặc là gì cũng teo nhẹt bất sản luôn, hoặc là thiểu sản van hai lá, dòng máu có thể không có tí nào hoặc là rất ít xuống thất trái. Một điều nữa là gì, động mạch chủ là xuất phát từ thất trái cũng bất thường theo, nghĩa là khi thiểu sản tim trái không những tổn thương cả tại thất trái mà tổn thương tại nhĩ trái, tổn thương tại van hai lá và tổn thương cả động mạch chủ. Do vậy trong bảng siêu âm khi nghi ngờ xem là bất thường tim trái phải xem các cấu trúc đi kèm tim trái và phải được mô tả trong bảng kết quả rồi. Và nhiều trường hợp là khi tim trái kích thước nhỏ thì động mạch chủ sẽ không bắt nguồn tim trái nữa mà sẽ bắt nguồn từ thất phải luôn, thất phải hay
đấy nha. Và tim phải cũng thế. Như vậy là các bất thường tim trái đi thì đi kèm với các cấu trúc của các bộ phận liên quan tim trái, tôi cũng liệt kê các bạn. Vậy thì tim phải sẽ sao? Các bất thường của tim phải sẽ là gì? Tim phải sẽ có là gì? Thất phải sẽ nhỏ, đúng không? Thiểu sản hoặc bất sản hoặc teo hẹp luôn mặt bài lá, đúng không? Teo hoặc bất sản động mạch phổi hoặc động mạch phổi gần như là không có luôn. Và gì? Và cũng bất thường luôn cả ba động mạch phổi luôn. Vậy thì chúng ta thấy là từ đó chúng ta suy ra là tổn thương tim trái hay tim phải thì bất thường các cấu trúc đi kèm, và bao giờ phải đi tìm các cấu trúc đó. Và các cấu trúc đó phải được mô tả trong bảng quả siêu là bình thường hay là bất thường. Và đây là hình ảnh minh họa của các bạn là thiểu sản tim trái. Thiểu sản tim trái chúng ta sẽ thấy là ở mặt cắt này hay nằm hơi sấp này, cột sống nằm đây, và đây là bùng tim trái này. Chúng ta thấy là gần như kích thước rất là nhỏ, thất trái này, nhĩ trái này. Và đây là một cái mặt cắt, đây chúng ta đã thấy là đây buồng tim trái này kích thước nhỏ hơn nhiều so với buồng tim phải, nhĩ trái này kích thước cũng nhỏ hơn nhiều so với nhĩ phải. Và chúng ta sẽ phải kiểm soát luôn cả van hai lá cũng như là van động mạch phổi, như là kích thước thân động mạch phổi. Đây động mạch phổi đây xuất phát từ thất trái teo hẹp luôn cả kích thước, và thậm chí là không những kích thước nhỏ mà thành động mạch phổi sẽ tăng âm. Và đây chúng ta thấy là ở khảo sát trên mặt cắt bốn buồng tim, không những kích thước thất trái teo nhỏ, chúng ta sẽ thấy là gì? Van vây xem bây giờ sẽ có về nhĩ phải, đúng không? Vì do gì? Ở đây là gì? Áp lực máu từ đây không tống một xuống đây, nó buộc phải dòng máu trở ngược từ nhĩ trái sang bên nhĩ phải và đẩy van vây xem lúc này tỏ từ bên phải. Và đồng thời gì? Đây là ngày xưa mà cắt bốn buồng, chúng ta thấy là kích thước buồng này nhỏ hẳn. Và đồng thời là gì? Trên một cắt đa mạch máu, khẩu kính của vị trí thì vẫn bình thường, sắp xếp vị trí bình thường, nhưng mà khẩu kính bình thường của cái động mạch chủ này bình thường chỉ nhỏ hơn một chút, nhưng đây sẽ thấy là khẩu kính nhỏ hơn nhiều. Đồng thời dòng chảy đảo chiều, không cùng một dòng chảy nữa. Vì sao? Không một dòng chảy nữa vì sao? Ở đây này sẽ máu không có để tống xuống từ thất trái để lên động mạch chủ nữa, mà máu động mạch chủ ở đây sẽ là qua gì? Từ đâu? Ừ đúng rồi, từ lên động mạch phổi qua ống động mạch để sang ngược đây và lại trở về để tim. Do vậy mà dòng chảy thì ngược chiều, kích thước nhỏ là ngược chiều. Như vậy là theo thì mặt cắt bốn buồng tim và mặt cắt đa mạch máu đã đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán thì hiểu sản tim trái. Đây là một dấu hiệu sẽ chẩn đoán phân biệt trong một bệnh lý nữa cũng có hình ảnh giống như thế này. Tuy nhiên là gì? Cùng màu dòng chảy, sẽ cùng màu dòng chảy nhé. Thì đây là cái sự thử dạng tim trái này. Vậy thì mặt cắt bốn buồng có thể chẩn đoán ra rồi này, đúng không? Kích thước tim trái nhỏ này, tim phải to tướng này, nhĩ trái nhỏ này, nhĩ phải to này, ban quay xem có ở bên này này, bổ sung thêm mặt cắt đa mạch máu nữa là chẩn đoán được, chẩn đoán được, đúng không? Khó đâu, đúng không? Nha. Tiếp đây thế, các bạn thấy là đây là mặt cắt đây, hai này nằm hơi sấp này, lép này, gai này, cột sống này, và mặt cắt đa mạch máu đây chúng ta thấy là gì? Kích thước nhỏ đảo chiều dòng chảy, và mặt cắt bốn buồng tim nữa là bổ sung thêm đây thế, đấy bổ sung lại những điều mình nói thôi nha, đúng không? Hiểu sản tim phải đã nói rồi đúng không? Hiểu sản tim phải nói rồi. Vậy thì đây trên mặt cắt bốn buồng cũng bổ sung vào mặt cắt bốn buồng và mặt cắt đa mạch máu. Vậy mặt cắt bốn buồng thế nào? Hai nằm nghiêng đây, cột sống đây, và thấy gì? Toàn bộ thất trái kích thước nhỏ, nhĩ trái cũng kích thước nhỏ, đúng không? Hiểu sản tim phải phải xem gan ba lá thế nào và động mạch phổi ra làm sao, đúng không? Một trường hợp nữa là gì? Hẹp eo của mạch chủ, nghĩa là gì? Động mạch chủ lên bình thường, qua bình thường, hẹp sau vị trí xuất phát của động mạch dưới đòn trái và sau gì? Vị trí nối của ống động mạch,
sau đó động mạch chủ xuống là cầu khí bình thường. Vậy thì trong trường hợp này sẽ thấy sao? Sẽ thấy là dòng chảy từ tim trái vẫn lên đây như chương trình tim bình thường, nhưng qua đây sẽ gì? Thấy rất là tăng tốc độ mới đi qua được đây. Vậy thì sẽ gì? Tăng tốc độ trước đoạn hẹp, tăng tốc độ một cách tối đa nhất ở tại đoạn hẹp và giảm tốc độ ở sau đoạn hẹp. Và tại đoạn nào tăng tốc độ sẽ thấy gì? Dòng chảy rối nhiều màu, gọi là hiện tượng aliasing. Như vậy là trên xương đen trắng cũng có thể quan sát được qua mặt các quai, đã thấy là đang tự nhiên qua mặt các quai này cổ kính bình thường chúng mình nghi hẹp hết, rất là nghi hẹp ở đây. Sau đó cổ kính lại giãn ra, đo thì dịch đoạn này với đoạn này cổ kính có thể ổn, nhưng tại đoạn này lách đi lách lại thì tự nhiên nghi hẹp, phổ màu ở đây, dòng chảy rối aliasing. Cho bao đốt lâu vào đây đo, dòng chảy tăng vọt, đúng không? Vậy thì khi nghi ngờ cái này, quay lại mặt các bố mùa sẽ thấy gì? Sẽ thấy là này, cái này nhá, đây ba mạch máu vẫn kích thước nhỏ tại đoạn hẹp đây, tại đoạn eo đây hẹp đây, kích thước nhỏ nhưng gì, cùng chiều. Vì sao? Máu vẫn từ thất phải lên phổi, máu vẫn từ thất trái lên trụ, do vậy cùng chiều. Không như cái ông thiểu giả tim trái kia, đúng không? Thiểu giả tim trái là máu tim trái tích tụ, tim trái bé tí máu, thậm chí là còn thiểu sản van hai lá, thiểu sản van động mạch chủ, thiểu sản thân động mạch chủ, động mạch chủ lên, quay động mạch chủ lên, cho nên làm gì có máu lên, máu phải quay ngược nên gì, khác màu. Đây là gì? Vẫn theo chương trình bình thường nên cùng màu, chỉ có điều là kích thước nhỏ, thấy không? Vậy thì khi mà các ba buồng hoặc là các bạn của chủ nghi ngờ là hẹp eo, khi nghi ngờ mà các quay nghi ngờ hẹp eo, quay vào các ba mạch máu, à đúng cổ kính nhỏ nhưng cùng chiều, quay vào các bốn buồng, lúc này sẽ thấy gì? Sẽ thấy gọi là kích thước thất trái mất cân bằng so với kích thước thất phải. Chỗ này nó chỉ nhỏ thôi nha, nó không có thiểu sản đâu nha. Và đồng thời vẫn thấy máu từ đây đi xuống này, nhưng mà nó ít thôi. Và văn vê xe ở đây vẫn gì? Vẫn sẵn sàng. Như vậy hai cái này có cái giống nhau, nhưng mà nếu chúng ta có kiến thức chúng ta đi tìm, chúng ta sẽ dẫn đặt phương tiện này. Vậy thì trong cái bệnh lý này sẽ mô tả trong kết quả siêu âm là gì? Mất cân bằng kích thước buồng tim trái buồng tim phải, kích thước tim trái nhỏ tim phải, chứ không phải là thiểu sản tim. Đồng thời là gì? Kích thước của động mạch chủ hẹp tại vị trí eo. Kết luận bệnh lý này thế nào là gì? Hẹp eo của mạch chủ. Còn những tổn thương này là nằm trong hẹp eo, không cần nói là môn. Kết luận cuối cùng là thai bên tuần theo siêu âm hẹp eo của mạch chủ. Còn những cái râu ria lèm nhèm này là nằm trong bệnh lý của hẹp eo, không cần mô tả nhiều. Nhưng trong bệnh lý thiểu sản tim trái kia là phải gì? Là gì? Thai bên tuần theo siêu âm thiểu sản tim trái, thiểu sản van hai lá, thiểu sản van của mạch chủ và thiểu sản tuyến phổi, đúng không? Đấy, nghĩa là vậy. Từ đó chúng ta thấy gì? Chẩn đoán càng sâu ấy thì sẽ hướng tới là tư vấn về phụ hậu, về tiên lượng sau sinh. Tất nhiên là nếu mà hai nhóm hai em với nhau thì sao bác sĩ tim mạch người ta sẽ làm, người ta chẩn đoán sâu mà mình làm sao mình có kiến thức để mình có thể làm sát được người ta, đúng không nha? Ở đây minh họa đây, phân biệt hai cái, thấy không? Nói rồi chả phải nói nữa, phân biệt hai bệnh. Bệnh ý nữa là gì? Tứ chi pha lô. Vậy thì cái tứ chứng phân lô lại hơn những dấu hiệu tôi riêng không nói nữa. Tứ chứng nghĩa là gì? Bốn chứng, bốn tổn thương, đúng không? Bốn tổn thương gọi là tứ chứng phân lô. Như chúng ta học trong đào tạo y đa khoa thì đã rồi, đúng không? Học nội khoa thì học rồi, thuộc vào lâu. Thứ nhất là thông liên thất này, thứ hai là động mạch chủ cưỡi ngựa lên cách liên thất này, thứ ba là dây thất phải này, và thứ tư là gì nhỉ? Hẹp động mạch phổi này, đúng không? Phục lào lào. Nhưng bây giờ chúng ta thấy là như nào? Quan điểm đã thay đổi, không hy vọng tìm được bốn cái chứng này là thật là tư chứng đâu. Vì sao? Vì chúng ta học kiến thức độ trong đào tạo đa khoa là chúng ta học gì? Là tổn thương tim
của cái đứa trẻ nó sinh ra hoặc là tìm người lớn, đúng không? Học nội là học nội khoa, được học nội khoa là học người lớn, tứ chi khoa lộ người lớn, tứ chi khoa lộ ở trẻ con. Nhưng ở trẻ ở thai nó không đầy đủ như thế này, nó vì sao? Thứ nhất là dây thất thải này chỉ khi nào có suy tim mới dần, chưa hy vọng tìm cái dây thất thải ở trong đứa trứng ở thai, tim thai đâu, đúng không? Và điều này, quan niệm này đã thay đổi là hẹp, ngày xưa chúng ta thấy là hẹp thân và bạch hổ mới trở thành tứ trứng. Nhưng bây giờ về tài liệu của các kiến thức về chuyên ngành tim mạch đã cập nhật ý, thì là trong tứ trứng không phải lúc nào cũng hẹp thân và bạch hổ, mà hẹp các nhánh xa của động mạch hổ, kể cả nhánh ngoại vi trong hổ cũng được chẩn đoán là tứ trứng. Vậy thì gì, đứa trẻ đẻ ra mới khó thở, mà trên xương thì kích thước hơn một mạch hổ, động mạch hổ trái động mạch hổ bình thường. Vậy thì hy vọng là gì, sẽ phát hiện ra sau sinh bằng chụp NSCT đa dãy hoặc là chụp mạch hổ mới chẩn đoán được. Còn trên xương vẫn thấy gì, kích thước động mạch hổ thân động mạch hổ, mạch hổ trái động mạch hổ trái bình thường. Vậy tứ chứng ở đây sẽ có hai chứng thôi. Vậy khi siêu âm sẽ thấy gì? Thông liên thất, động mạch chủ cưỡi ngựa yên cách liên thất là có quyền chẩn đoán tứ chứng. Còn chúng ta chưa loại trừ được nhỡ hẹp động mạch phổ ở nhánh ngoại vi, còn thai đó chưa suy tim thì lấy đâu ra mà dày thất, đúng không? Vậy khi có hai bất thường này sẽ chẩn đoán là tứ chứng và lâu. Tuy nhiên nếu bạn nào xem bác sĩ siêu âm tim ở bên Nhi Sang ấy, người ta có những cái mà chúng tôi chẩn đoán là tứ chứng, nghĩa là sao? Động mạch phổ sẽ có mất nguồn từ thất thải, động mạch chủ sẽ ngồi cách liên thất khoảng 50%, một nửa bên trái một nửa bên phải, hoặc 60%, nghĩa là gì? Ngất sang bên phải 60%, còn 40% bên trái thôi. Khi chúng tôi chẩn đoán tứ chứng thì sẽ có một số bác sĩ sẽ chẩn đoán là gì? Thất thải hai đường ra thể tứ chứng pha lô. Đấy. Hoặc là gì? Thông liên thất kèm thất thải hai đường ra. Nghĩa là sao? Nghĩa là theo bác ấy là gì? Bác có thể sử dụng cái từ tứ chứng pha lô hoặc thất thải hai đường ra khi động mạch chủ cưỡi ngựa lệch nhiều về bên phải, sẽ sử dụng danh từ là thất thải hai đường ra, mặc dù 40% nó vẫn nằm ở bên trái nhá. Thì đấy là danh từ khác nhau nhưng mà cùng với ý nghĩa tổn thương. Vậy thì khi chúng ta siêu âm, chúng ta một cái thấy một cái thai có thông liên thất, có động mạch chủ cưỡi ngựa, chúng ta phải mô tả là cưỡi ngựa 30%, đồng thời phải mô tả xem một triệu chứng đi kèm có hẹp phổ hay không hẹp phổ, không hẹp phổ cũng phải mô tả là bản kết quả, và mô tả xem có dày thất hay không dày thất, đúng không nha? Thì cái đấy là cái triệu chứng âm tính hay dương tính vẫn được mô tả vào trong một bản kết quả sơ, và chúng ta phải đi tìm các tổn thương phối hợp, và cũng chỉ hy vọng tìm được hai chứng này đã có thể chẩn đoán là tứ chứng. Chứng rất là điển hình thì chúng ta sẽ thấy là đã bắt đầu là bằng các bốn buồng có dấu hiệu của suy tim phải, buồng tim giãn về thành thất, động mạch phổi này có thông liên thất này, động mạch phổi hẹp ngay thân, động mạch chủ thì cưỡi ngựa, tất nhiên phần lớn vẫn xuất phát từ thất trái. Như vậy là một quả tim này bao gồm bốn chứng, tứ chứng. Và trong tứ chứng là chúng ta sẽ thấy gì? Sẽ thấy là tim có thể ở vị trí bình thường, hoặc là đây là tim nằm ngang, tim nằm ngang nghĩa là tim mesocardia và động mạch chủ sẽ nằm ở bên phải, nghĩa là sắp xếp phủ tạng ở trong tứ chứng có thể là bình thường hoặc là bất thường. Và đây chúng ta sẽ thấy là ở mắt các bốn buồng đã thấy được là gì, thông liên thất ở đây động mạch chủ đây chia 50% ngồi cách liên thất, và đây là chủ ngược, đây là đường ra của thất trái. Và ở mặt các ba mạch máu này thì nếu điển hình chúng ta sẽ thấy vị trí của các mạch máu bình thường, tuy nhiên khẩu kín của thân động mạch phổi nhỏ hơn với khẩu kín của động mạch chủ, trường này là hẹp thân động mạch phổi, đúng không? Như vậy hẹp phổi hay hẹp chủ ở trên mặt các ba mạch máu đều phát được nhịn được hết, đúng không? Nhân tiện qua cái đánh giá của các ba mạch máu này cũng chỉ bày luôn với các bạn là gì, một tổn thương nữa là bất thường quay của khoai động mạch chủ. Như là lúc trước nói với các bạn là ở các ba mạch máu thì đỉnh của chữ V hướng về bên trái,
Nhưng ở hai slide này các bạn sẽ thấy là đây là đều là left đó, right đó. Thì đỉnh của chữ T này hướng về bên phải. Như thế này là gì? Quay về mặt chủ, quay phải. Và ở đây chúng ta sẽ thấy là trên hình đầu tiên ấy, sẽ thấy là khí quản nằm ở, nghĩa là quay về mặt chủ, chỗ này là có hình chữ U. Và khí quản nằm ở giữa. Như vậy là trường hợp này là quay được mặt chủ quay phải và động mặt chủ nằm ở bên trái. Còn trường hợp mà đỉnh chữ V hướng bên phải nhưng mà khí quản nằm ở sát so với động mạch phổ thì trường hợp này là gì? Quay được mặt chủ quay phải nhưng động mặt chủ nằm ở bên phải. Như vậy là người ta sẽ dựa vào vị trí của đỉnh chữ V và vị trí của khí quản. Nhưng mà thôi để tránh phức tạp và làm nhầm, cứ dựa vào đỉnh của chữ V, cứ quay sang bên phải. Mà có thể đấy là cái hay gặp nhất này, kẹp khí quản ở giữa, nghĩa là gì? Quay động mạch chủ quay phải và động mạch chủ này nằm ở bên trái, thì này là cái hay gặp. Do vậy mà mặt cắt ba mạch máu chúng ta phải để ý xem là đỉnh của nó hướng từ bên nào nhé. Rất nhiều vấn đề mà các bạn phải máu đấy, đây là tứ chữ phân lô với các bạn thôi. Đây động mặt cắt của đường ra đây, cưỡi ngựa lên cách liên thất đây, thông liên thất thì mặt cắt bốn buồng đây, có thông liên thất đây. Và gì đây, đây là hình minh họa dòng máu từ hai bộ thất đều tống lên đây, đều tống lên thất. Và một vấn đề nữa là trong trường hợp này là thân động mạch phổ đang hẹp thân động mạch phổ, kích thước động mạch phổ đây, động mạch phổ kích thước bình thường, thất hẹp phải hai đường ra. Một bệnh lý nữa là thất phải hai đường ra, thì thất phải hai đường ra là sẽ thấy là gì? Sẽ thấy là cả động mạch chủ cả động mạch phổ đều đi ra từ thất phải mà thất trái lại không có. Cái này cũng có thể gặp trong thửa sản tim trái nhưng không có thể gặp trong gì kích thước tim trái bình thường. Do vậy không được chủ quan trong tất cả các trường hợp mặt cắt bốn buồng tim bình thường nha. Thế thì chúng ta sẽ thấy là các đặc điểm là sẽ thấy là gì, sẽ thấy một đặc điểm là sẽ thấy hai mạch máu này cùng xuất phát từ thất phải và chạy song song với nhau, không bắt chéo nhau như các trường hợp bình thường mà sẽ chạy song song với nhau. Và các trường hợp thất phải hai đường ra thường kèm theo là có thông liên thất. Đây để minh họa với các bạn mà các bốn buồng chúng ta sẽ thấy là kích thước tim trái này có vẻ nhỏ hơn một chút này, thông liên thất này, mà các bốn buồng chỉ thấy được như thế thôi đúng không, thông liên thất này. Và mặt cắt của đường ra thất phải này chúng ta sẽ thấy là gì? Hai mạch máu này cùng xuất phát từ thất phải chạy song song với nhau. Đấy, chạy song song với nhau nha. Đấy. Và ở đây chúng ta sẽ thấy là phải rất là để ý xem là sát cái cách liên thất này này là động mạch nào, chạy song song nào, đây là phổi hay đây là chủ. Cái trường hợp này này là cách liên thất đây này, và đây là chủ, đây là phổ. Bình thường là chủ sẽ nằm ở đây thì bây giờ là động mạch chủ sẽ tịnh tiến một bước sang đây, nghĩa trường hợp này là chỉ có gì thất phải hai đường ra thôi. Nhưng đây là bạch liên thất, nhưng nếu mà đây lại là phổ này và đây là chủ sẽ là gì? Thất phải hai đường ra thể là gốc rồi, nó lại bất thường xuất phát thì lại lên thẳng sang bên kia. Cái vị trí của nó nằm đây thì nó lại nhường cho động mạch phổ nhé. Cho nên là có những cái danh từ người ta đã sử dụng thế đi, chúng ta phải hiểu là tại sao người ta sử dụng thế, vì nó nằm sai vị trí. Không những là bất thường vị trí xuất phát còn nằm sai vị trí. Còn trường này là chỉ có thất phải hai đường ra thôi. Còn nếu trường này nếu mà động mạch phổi nằm đây và động mạch chủ nằm đây thì thất phải hai đường ra thể đạt gốc. Một trường hợp nữa là hoán vị đại động mạch, nghĩa là xuất phát của động mạch phổi đạt ngược cho động mạch chủ và ngược lại. Phổi thì lại xuất phát từ thất trái và chủ lại xuất phát từ thất phải, gọi là hoán vị đại động mạch. Vậy thì trường này cũng thấy là gì? Thường là phối hợp các bất thường khác đi kèm như đây, và cũng thấy hai cái mạch máu xuất phát từ hai thất, nhưng hai mạch này sẽ chạy song song nhau. Và chúng ta tìm kỹ thì chúng ta sẽ thấy là cái động mạch mà đi ra từ thất trái được một tí hay là chia nhánh luôn thì hai nhánh cân bằng nhau. Còn cái động mạch mà đi ra thất phải đi mãi mãi rồi sau mới chia nhánh, đi một đoạn dài mới chia các nhánh nhỏ lên cổ, thì đấy là động mạch chủ. Vậy thì chúng ta sẽ phải khi chúng ta khảo sát thì hai mạch máu chạy song song nhau, chúng ta đặc biệt để ý là
thất bại hai điều tra hay hoán vị đại bại, dựa vào các đặc điểm chi tiết của nó vẫn tại nha. Đây hoán vị đại bại chúng ta có thấy như này là chủ này đi một đoạn dài bắt đầu chi nhánh cổ nhưng mà lại xuất phát từ thân phải, cổ này đi một đoạn nhánh chia đi một đoạn ngắn chia hai nhánh đều nhau nhưng lại xuất phát từ thân trái, và vì mặt cắt này cho nên chúng ta sẽ thấy là hai mặt này song song với nhau. Yeah. Và đây là mặt cắt bốn buồng, thấy có thấy không? Thấy ở mặt cắt bốn buồng không một độ được là điểm này, và ở mặt cắt đường ra các thất chúng ta sẽ thấy này, từ thất này có một mặt đi ra, từ thất này có một mặt đi ra, hai mạch này sẽ song song với nhau, và cái mạch mà đi ra từ cái thất phải này sẽ mãi được chia nhánh và chia nhánh, nghĩa là hoán vị đại động mạch. Vậy thì khi hoán vị đại động mạch cắt mặt cắt ba mạch máu có thấy trình tự đi xem không? Thấy nữa không? Thấy trình tự như những cái slide đầu chúng ta nói với nhau mà cắt ba mạch máu bình thường nữa, vì là lúc này gì, một cái nhánh động mạch chủ, nghĩa là cái động mạch chủ nó sẽ nằm bất khớp, mà đây chúng ta sẽ cắt chỉ cái quai thôi, động mạch thân động mạch phổi nằm bất khớp, mà chúng ta sẽ thấy là chỉ thấy quai động mạch chủ thôi, và hiện hình ở mà cắt ba mạch máu chỉ có một mạch lớn cong nằm như này, là sẽ thấy hình ảnh của mặt cắt ba mạch máu trong trường hợp gì, hoán vị đại động mạch nha. Đây minh họa các bạn đây, một mạch máu lớn nằm cong và bên cạnh nó cũng là tĩnh mạch chủ trên và khí quản nha, thì là hoán vị đại động mạch. Đây là sâu hơn về kiến thức tim thì hoặc là sẽ một số trường hợp chúng ta sẽ thấy là sẽ có hai mạch chạy song song như thế này trong các trường hợp mà có sửa chữa, thì đây là kiến thức sâu hơn ở trong các phẫu thuật tim mạch thôi, thì tôi không nói nữa với các bạn về cái phần này. Một loại bất thường tim nữa là bất thường S-tan, nghĩa là gì? Bất thường vị trí bám của van ba lá. Bình thường van ba lá ở mặt cắt bốn buồng tim chúng ta thấy là gì? Bám thấp hơn van lá vách của van ba lá, bám thấp hơn lá vách của van hai lá chừng khoảng 1 mm. Nếu ở mặt cắt bốn buồng tim mà lá vách của van ba lá bám thấp hơn từ 3 mm trở lên là gì? Nghi ngờ S-tan. Thì trong trường hợp này là nó sẽ bám rất thấp. Nếu mà bám rất thấp về mặt về vỏ tim, cũng sát vỏ tim thì guồng, kích thước guồng nhĩ phải sẽ to lên, làm cho người ta sẽ sử dụng từ là nhĩ phải hóa thất phải, nghĩa là gần như là kích thước guồng nhĩ phải rất to và nhĩ phải sẽ hóa thất phải. Thì trong các trường hợp này là cũng ít gặp, nhưng mà người ta bệnh lý này là mô tả vị trí bám bất thường trong vai này. Thì đây là phức hợp S-tan, chúng ta sẽ thấy là mặt cắt bốn buồng, đây là tim trái này, tim phải này, thì đây là lá của lá vách van hai lá là bám vào đây, thì cách một đoạn rất là xa thì van ba lá bám sát được cái mặt tim. Gần như kích thước buồng thất phải là rất nhỏ và kích thước buồng nhĩ phải chiếm phần lớn, người ta gọi là nhĩ phải hóa thất phải do sự bám bất thường van ba lá sát được cái mặt tim. Thì đây là phức hợp S-tan. Kênh thất một bệnh lý nữa là kênh nguyên thất. Kênh nguyên thất là có hai loại, kênh nguyên thất toàn phần hay kênh nguyên thất bán phần. Cây nguyên thất toàn phần là gì? Là thông liên thất lỗ lớn này, kèm theo thông liên nhĩ này, chỉ có một van nhĩ thất này, và ở thì tâm trương thì toàn bộ các phức hợp này hai sản nhĩ thông nhau, thất thông nhau và nhĩ thông thất, van này mở ra, nghĩa là cây nhĩ thất toàn phần. Ở thì tâm trương tất cả mở ra và dòng máu từ nhĩ sang nhĩ, từ thất sang thất và từ nhĩ sang thất lẫn lộn nhau và sẽ có một van nhĩ thất. Và kênh nhĩ thất bán phần là gì? Là ở tầng gì? Tầng thất không không. Hai van nhĩ thất bán ngang nhau, không bán khớp như lúc sinh lý lúc nãy, ngang nhau trên cùng mặt thẳng. Đồng thời gì? Không có khối nội mạc của vách liên nhĩ, thông liên nhĩ kim phát, hay còn gọi là kênh nhĩ thất thể bán phần. Như vậy trường hợp này là không liên nhĩ, chỉ có không liên nhĩ và gì, van nhĩ thất, hai van nhĩ thất, đây là có một van nhĩ thất nhé, hai van nhĩ thất đi nằm cùng trên một mặt nhé. Như vậy là mặt cắt bốn buồng cũng chẩn đoán ra kênh nhĩ thất, và khi kênh nhĩ thất phải khảo sát rất kỹ đường ra của thất cũng như là đồng phân,
của các bạn. Thì đây là ở thì tôi vui, kênh thứ nhất ở thì tôi đó. Đấy, đây mình gọi các bạn là đây là ở thì tôi chưa mở hết cả tay lên, thông nhau ở tầng nhĩ, thông nhau ở tầng thất, van thứ thất mở tung ra, và thì tôi thu thì nó đóng lại và chỉ không ở tầng tầng này. Thì đấy là kênh thứ nhất, đây là tiên lượng thôi. Thế tóm lại gì? Tóm lại là chúng ta thực hiện ít nhất là 5 mặt cắt cơ bản, và nếu bổ sung thêm mặt cắt được qua được vật chủ là 6 mặt cắt cơ bản, sẽ loại trừ được gần như là các dị tật tim thường gặp mà đến trên 95% các bệnh tim. Thì 8 bệnh vừa rồi là 8 bệnh tôi giới thiệu với các bạn. Tuy nhiên là các tổn thương tim, dị tật tim có thể đơn độc hoặc phối hợp với nhau. Có thể là dị tật rất đơn lẻ chỉ có thông linh thất, hoặc là thông linh thất kèm theo rất nhiều các bất thường khác nữa. Do vậy khi khảo sát chúng ta phải khảo sát rất kỹ để xem là có các bất thường khác đi kèm hay không, và các bất thường đó là cũng phải được mô tả trong các bản kết quả xương nhé các bạn nhé. Thế bài học qua bài này thấy rõ chưa? Đây là hệ minh họa lại thôi, đây là hệ bình thường này, bình thường này, chúng ta để ý này, dạ dày này, tuyến hạch chủ dưới này, ngoài chủ bụng này, nét irodynamic đúng không? Đây là ba isomerism đúng không? Hai hình này đúng không? Nhá. Đây là hình gì? Tim nóng, ngang, mesocardia đúng không? Đây là gì? Trục, đây là động mạch chủ nằm bên này đúng rồi. Trục tim quay phải, destrocardia đúng không? Đây là tim bị làm sao? Đẩy lệch sang phải. Nghĩa là có cấu trúc gì ở phổi, cấu trúc gì ở trung tâm? Trung thất đẩy tim đúng không? Đây là tim gì? Bình thường, động mạch chủ nằm bên trái, trục tim quay trái, van vây xem đây đúng không? Bình thường. Đây là gì? Đây là gì? Đây là gì? Đây là thiểu sản. Đây là thiểu sản bên trái. Một cắt, mô một cắt bốn buồng này. Làm sao biết? Để kích thước hai cái tương đương nhau. Van vây xem. Nói thôi. Nếu mà nhớ bài là nhớ luôn rồi đấy, đúng không? Van vây xem. Một cắt buồng, một mặt cắt bốn buồng này cũng có thể chẩn đoán ra. Nếu van vây xem ở vị trí bình thường, võng về bên trái thì sao? Không bình thường đâu, hai cái này cơ mà. Van vây xem võng về bên trái, nhưng van vây xem bình thường thì là bất thường gì đây? Đúng, hiểu không? Nha, ôn lại cái phần vừa nói thế thôi, có mỗi bệnh thôi mà. Thôi, đây là nét isomerism rồi. Ờ, có phần trái rồi. Đây là gì đây? Ờ, tứ chứng nha. Đây là gì đây? Đúng không? Đây này, không nhìn thì nó đi mãi nên chi nhánh đấy à? Đúng không? Đây. Đây là gì đấy? Ơ giời, đôi mạch chủ đây này. Hẹp đôi mạch cổ, đúng không? Đây là gì đây? Hẹp eo đôi mạch chủ, đúng không? Đây là gì đấy? Thiểu sản tim trái, thấy không? Khác nhau mỗi cái màu, đúng không? Đây là gì đấy? Bình thường. Đây là gì đấy? Quay được mặt chủ, quay phải, đúng không? Thôi, à đây là gì đấy? Thôi chúng ta nghỉ nha, các bạn nào hỏi gì không?
Cái này là em làm bên dưới thế nào, bên trên thế nào?